Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Xin kính mời thánh chúng ta cùng ngồi. Buổi sáng nay nhờ ơn Chúa, tôi muốn chia sẻ cho quý vị chủ đề đó là của lễ Đức Chúa Trời nhận. Bao nhiêu người muốn của lễ chúng ta được Đức Chúa Trời nhận? Amen. À, bao nhiêu người khao khát rằng hễ mình cầu nguyện gì thì Chúa nghe. Amen. Mình dâng cái gì thì Chúa nhận. Amen. Mình làm cái gì thì được thành công. Amen. Tôi thiết nghĩ rằng đây là điều mỗi người trong chúng ta đang cần và chúng ta đang khao khát chuyện này. Amen. À, chúng ta xem lời của Đức Chúa Trời được chép ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn thứ 5 câu 23 và 24 như sau. Sách Ma-thi-ơ đoạn thứ 5 câu 23 và 24 để giúp đỡ cho mọi người trong chúng ta. Kinh Thánh chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 23 và 24. Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ và nhớ lại anh em mình có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em mình trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Tại đây thì Kinh Thánh cho chúng ta biết được rằng Chúa Giêsu dạy, khi các ngươi dâng của lễ mà muốn của lễ đó được Đức Chúa Trời nhận, được Đức Chúa Trời vui lòng, mà nhớ lại rằng khi ngươi đi dâng của lễ mà trong lòng của ngươi vẫn còn một cái điều gì đó cay đắng, giận hờn, hơn thua, trách móc, ganh tị, hay là có vấn đề gì đó, thì Chúa Giêsu bảo rằng hãy để của lễ đó, quan dân đã còn, hãy trở về làm hòa với anh em của mình ra. Nếu người nào cần tha thứ thì con cần phải tha thứ họ trước. Nếu người nào không cần xin lỗi thì nên xin lỗi họ trước. Và có điều nào mà cần khiến cho con cần phải gọi là xưng tội thì hãy xưng tội ra trước, hãy làm hòa tất cả, rồi đó con đến con dân của lễ thì ta mới nhận của lễ đó. Khi chúng ta cầu nguyện cũng vậy, khi chúng ta bước vào trong sự cầu nguyện mà nếu vừa cầu nguyện mà vừa tức, vừa cầu nguyện mà vừa cay đắng, vừa cầu nguyện mà vừa muốn trả thù, thì tôi nhắn nhủ với anh chị em một điều là theo như lời của Đức Chúa Giêsu ngày phán, lời cầu nguyện đó Chúa không có nhận. Amen. Buổi sáng hôm nay nhờ ơn Chúa, tôi khích lệ quý vị hãy nhớ được rằng Đức Chúa Trời muốn nhận lời cầu nguyện của chúng ta. Amen. Đức Chúa Trời muốn nhận của lễ mà chúng ta dâng lên cho Ngài. Amen. Cho nên chúng ta cùng học về ba câu chuyện. Buổi sáng hôm nay tôi muốn học về ba câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất, tôi muốn quý vị mở với tôi ở trong Sáng Thế Ký. Chúng ta sẽ mở trong Sáng Thế Ký đoạn thứ 4 câu 3 đến câu số 8. Trong Sáng Thế Ký đoạn 4 câu 3 đến câu 8 để chúng ta biết được lời của Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký đoạn thứ 4 câu 3 đến câu số 8 được chép như sau. Vả cách ít lâu, Ca-in dùng thổ sản mình làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. A-ben cũng dâng chiên đầu lòng mình trong bầy mình cùng mở nó. Đức Giê-hô-va đối xem A-ben và nhận của lễ của người, nhưng chẳng đối đến Ca-in và cũng chẳng nhận lễ vật của người. Cho nên Ca-in giận lắm mà gầm nét mặt. Đức Giê-hô-va phán hỏi Ca-in, cớ sao ngươi giận và cớ sao nét mặt ngươi gầm xuống? Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn nếu ngươi chẳng làm lành thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó. Ca-in thuật lại cho anh A-ben về em mình. Vả khi hai người đương ở ngoài đồng thì Ca-in xông tới A-ben là em mình và giết đi. Tại đây chúng ta thấy rằng có hai anh em ruột với nhau, và hai anh em này đang muốn dâng một cuộc tế lễ cho Đức Chúa Trời. Và cái người anh, cái động cơ, cái tấm lòng, cái thái độ như thế nào đó thì ông ấy tưởng rằng Chúa không biết, nhưng mà thật sự Đức Chúa Trời biết trước tấm lòng, cái thái độ của Ca-in rồi. Quý vị có đồng ý với tôi chỗ này không? Và không phải đợi đến dân của lễ Chúa mới biết đâu, nhưng mà Chúa đã biết trước rồi.
Hãy nói người bên cạnh là Chúa biết trước những gì bạn và tôi dâng của tế lễ. Amen. Chúa biết trước những gì bạn và tôi sắp sửa làm. Amen. Chúa biết trước tất cả những gì mà chúng ta muốn chuẩn bị làm gì cho Chúa đó. Và Amen cũng dâng của lễ. Nhưng mà tôi không biết cái tấm lòng, thái độ và hành động, cái động cơ của Amen là em của mình như thế nào. Nhưng mà vừa khi mà Amen dâng của tế lễ thì ngay lập tức, tức là Đức Chúa Trời Ngài vui lòng, Ngài nhận lấy cái của lễ của Amen và Ngài vui lòng để mà chúc phước, ban ơn cho cái của lễ đó. Và tôi học được một cái điều rằng là Đức Chúa Trời Ngài không phải là thiếu của lễ, Ngài không phải là cần của lễ, nhưng mà điều quan trọng hơn của lễ là Ngài muốn nhìn thấy tấm lòng chúng ta đối với Ngài. Amen. Thổ sản hay là cả con chiên hay là bất cứ vật gì, nó không quan trọng đối với Đức Chúa Trời, đúng không chị em? Nó không quan trọng. Nếu như mà Ca-in và A-ben không dâng của lễ đó thì Đức Chúa Trời có đói không? Đức Chúa Trời có bị suy dinh dưỡng không? Hay là Đức Chúa Trời có bị nghèo mạt không? Không. Nhưng mà tại sao Đức Chúa Trời lại muốn A-ben và cái dân của tế lễ cho Ngài? Để Ngài xem từng cái thái độ, tấm lòng của những con người đó đối với Ngài là như thế nào. Amen. 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 Cho nên đối với Đức Chúa Trời không phải là dâng nhiều hay là dâng ít. Đối với Đức Chúa Trời không phải là dâng ngon hay là dâng dở. Đức Chúa Trời không phải là dâng to hay là dâng bé. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời, khi một khi mà đã dâng cho Ngài thì phải dâng bằng tấm lòng. Amen. Cây đã dâng mà không vui, mà khi mà không vui thì Đức Chúa Trời Ngài không nhận. Tôi thiết nghĩ rằng có một số người đang có mặt ở đây, có ai đó cho quý vị một cái món quà gì đó, mà họ cho quý vị một món quà nó vô cùng lớn lao, nhưng mà họ đem tới giống như họ bố thí, họ dằn mặt, họ sáng, họ cảnh cáo chúng ta, họ làm dữ á, thì tôi thiết nghĩ là một số anh chị chúng ta sẽ bị tổn thương và sẽ không nhận của lễ đó. Hoặc có ai đó nấu cho bà gia mình một bữa cơm thật là ngon, làm nguyên con gà, làm đồ ăn rất thành soạn, mà đếm cầm cái bông chất thăm xuống của bà, ăn đi, ăn chết đi ra hả? Thì tôi thiết nghĩ bà má chồng đó, bà ăn có nổi không? Nhưng mà tôi thiết nghĩ rằng nếu như bà má chồng đó nhìn con dâu của mình chỉ là một chén cơm và một cái dĩa rau luộc và đơn giản với một chén nước, chén nước mắm thôi, nhưng mà má mẹ ơi, con mớ luộc rau và đem cơm cho mẹ này, mẹ ăn cho khỏe đi. Tôi thiết nghĩ là người mẹ nó sẽ ăn một chén cơm đó với một miếng rau trong sự vui mừng và hạnh phúc. Amen. Con người chúng ta mà ai cho chúng ta mà dằn mặt mà làm dữ mà chúng ta còn không muốn nhận, huống hồ chỉ là Đức Chúa Trời là đấng toàn năng. Cho nên nguyện xin Chúa giúp đỡ cho tôi và anh chị em, khi làm việc gì cho Chúa hãy làm việc trong sự vui mừng. Amen. Tôi xin nhắc lại, khi chúng ta làm việc gì cho Chúa, thậm chí là chúng ta đi nhóm, cũng phải đi nhóm trong sự vui mừng. Amen. Nếu mà chúng ta đi nhóm thì nó rồi đi chủ nhật nữa rồi nhóm hoài, cứ đi mất thì giờ mất không, vừa đi mà vừa làm bầm. Tôi nói chị em rằng ha, cũng đoạn đường đó mà vừa đi vừa làm bầm nó xa lắm, nó nặng nề lắm. Nhưng mà cũng đoạn đường đó mà chúng ta đi trong sự hớn hở vui mừng, cảm ơn Chúa vì con được đến thờ phượng Chúa, thì quý vị đi như tinh thần như vậy, quý vị sẽ thấy là đầy ân điển, tình yêu, hạnh phúc ở trong đời sống của tôi và anh chị. Bất cứ làm việc gì hãy làm với động cơ vui mừng thì Đức Chúa Trời sẽ nhận. Amen. Và Ca-in đã dâng cho Chúa mà dâng không có vui lòng. Đức Chúa Trời Ngài nói ta không cần của lễ của người, ta không cần của lễ của người. Và A-bên đã dâng bằng cả tấm lòng và Đức Chúa Trời đã vui lòng nhận lấy của lễ đó. Thì thay vì Ca-in thấy các động cơ và thái độ của em của mình đã dâng của lễ mà Chúa nhận, thì đúng ra Ca-in phải là người học hỏi nơi em của mình và xem tự mình chỗ nào sai chập cần phải
sửa lại, để rồi củ lễ của mình cũng được nhậm giống như là em của mình vậy. Nếu mà Ca-in có một thái độ như vậy á, thì tôi thiết nghĩ là Ca-in là người cũng tiếp tục được phước. Đúng không chị em? Cho nên khi ai đó làm một việc gì mà họ thành công hơn mình, tôi thiết nghĩ là chúng ta không nên ganh tị. Cứ ganh tị nó giết chết đi cái lòng đơn sơ, ganh tị nó giết chết cái tình bạn, và ganh tị nó giết chết cái tình anh chị em với nhau được. Cho nên trong danh Chúa Giêsu tôi công bố rằng trong hội thánh Sa-lôm không có linh ganh tị. Chúng ta 50%, còn 50% thì hôm qua từ từ đã. Nhưng mà đừng có suy nghĩ lại nữa, hãy nói người bên cạnh, tôi với bạn không nên ganh tị nha, nói bạn, tôi với bạn không nên ganh tị nha, đừng nên ganh tị với nhau, đúng không? Cảm ơn Chúa, hãy học nơi cái tinh thần của Abel dâng như thế nào đó để Chúa nhận, chứ không phải học cái tinh thần của Cain để rồi ngồi đó mà ganh tị, ghen ghét và tìm một cách để mà tấn công người được phước. Anh chị em ơi, sau đó thì Cain nói gầm nắc mặt nè, giận lên nè, và giận dữ trở nên hung bạo. Và quý vị biết rằng cái từ cái chữ giận á, nó sinh ra chữ thù. Rồi gì nữa anh chị em? Từ chỗ mà ganh tị, cái sinh ra hận thù, cái rồi cuối cùng là Cain đã giết chết lấy em của mình. Mà người nào giết người thì có dễ được tha thứ không anh chị em? Có người nào giết người mà được bình an không anh chị em? Và cách đây mấy hôm thì tôi có chia sẻ cho anh chị em ở trong sách Văn Thứ Nhất đoạn 3, ai ghét anh em mình là kẻ giết người, đúng không? Cain đã ghét anh em của mình, Cain là kẻ giết người. Cho nên trong tình yêu thương của Chúa, tôi không muốn một thành viên nào trong hội thánh Sa-lôm mà là những kẻ sát nhân. Nhưng tôi muốn tất cả anh chị em Sa-lôm là những người được Đức Chúa Trời ban ơn và chúc phước. Cho nên tôi muốn chia sẻ điều này. Sắp đến mùa lễ Giáng sinh rồi, anh chị em ơi, hãy cầu nguyện để ngày Giáng sinh chúng ta dâng lên cho Chúa là dâng những điều vui lòng. Hát thờ phượng Chúa cũng phải trong sự vui lòng. Hát đừng có mặt bị xỉ xuống. Đánh đờn cũng phải đánh đờn trong sự vui mừng. Chúng ta thờ phượng Chúa, thậm chí là chúng ta dâng hiến cũng dâng hiến trong sự vui mừng. Tôi có đến một cái chỗ hội thánh kia của người da màu, và khi họ dâng củ lễ đó, họ chưa có dâng lì như chúng ta đâu, và mỗi người cầm bì thư, trước khi dâng hiến là phải nhảy phải múa và vui mừng. Thì bắt đầu sau đó một ông mục sư đứng lên đại diện chúc phước đi củ lễ đó, và ông mục sư hỏi là anh chị em đã sẵn sàng để dâng lên cho Chúa chưa, nếu người nào sẵn sàng thì mới bỏ vào thùng dâng, còn người nào chưa sẵn sàng vui lòng nhấc lại đi lấy lại đi thì Chúa sẽ không nhận củ lễ đó. Và tôi thấy họ sẵn sàng, họ lá, họ vui mừng, họ dơ bì thư, họ phấn khởi, rồi họ bỏ củ lễ vào, họ dâng như vậy. Tôi thấy rằng tôi là con người mà tôi còn thấy vui lòng cái thái độ dâng như vậy, huống hồ như là Đức Chúa Trời. Và trong đó thì tôi có nghe những bài làm chứng là trước đó họ là những người ở bên Phi Châu, họ nghèo rách mùng tơi, họ đau khổ vô cùng. Rồi có một số người của họ bị nô lệ bên này, đau khổ vô cùng. Rồi sau đó mấy người đó được nhập tịch, rồi lãnh họ qua. Rồi cuộc sống của họ đầy gian nan khó khăn, bị kỳ thị đủ thứ hết. Nhưng mà sau khi qua bên Mỹ được rồi á, họ tin Chúa, họ được thay đổi, họ học bài học của sự tha thứ. Họ học bài học của sự biết ơn. Và họ học bài học của sự dâng hiến để đền ơn cho Chúa. Cho nên là nó là trước đây họ nothing, không có gì cả. Nhưng bây giờ họ có được tất cả là đó là bởi sự ban cho chúc phước từ Đức Chúa Trời. Cho nên họ nói là những gì tôi dâng lên cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa rồi. Nếu mỗi người thành viên trong hội thánh chúng ta buổi sáng hôm nay ai nấy đều có một cái hành động thái độ như vậy, tôi thiết nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ đẹp lòng và Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho mọi người chúng ta. Tôi nói tới đó và bây giờ cô Hiền sẽ nói về nét mặt gầm xuống. Xin mời cô Hiền. Chúng ta vỗ tay cờ khen Chúa. Amen.
Mình cười ở nhà, không đọc ở nhà. Dạ, chúng em bước cho Hội Thánh có một buổi sáng thật là phước hạnh. Cảm ơn Chúa vì lời của Chúa thật là tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng lời của Chúa nhắc nhở mỗi người trong chúng ta thật là nhiều. Giữa một cái cuộc sống nó đầy bận rộn và giữa những cái thế giới đầy dẫy sự hận thù và hơn thua, tôi và anh chị em là con cái của Chúa. Nếu chúng ta không có lời của Ngài thì chúng ta cũng dễ rơi vào cạm bẫy của Satan và xác thịt. Lý do đó mỗi một ngày chúng ta cần có lời của Chúa. Chúng ta thấy rằng đời sống của Abel và Cain thật sự họ rất là yêu thương nhau. Ở trong Hội Thánh chúng ta, gia đình nào chúng ta có hai anh em ạ? Hai anh em, gia đình có hai anh em. Toàn Thắng, dạ, hai bạn trả lời là con có thương chị hai của con không? Con có thương chị hai con không? Con có muốn chị hai con thành công không? Cảm ơn Chúa. Mẹ Toàn Thắng sao con? Con có thương em gái con không? Và con có biết rằng khi mà em con thành công là con thành công không? Biết không? Dạ. Chúng ta biết rằng là nếu mà trong một gia đình mà có hai anh chị em thì tôi nghĩ rằng cái tình thương đó dành cho nhau rất là nhiều, có thể là hy sinh cho nhau, nhịn ăn để cho khi em mình hoặc chị mình ăn cũng được đó, ví dụ vậy. Nhưng mà chúng thấy là ma quỷ là kẻ thù, xác thịt là kẻ thù, nó không muốn nhìn thấy hai anh chị em yêu thương nhau. Lý do đó là nó cho Ben và Cain nó có một cái nhìn khác về nhau. Khi mà chúng ta suy nghĩ rằng đó là em của ông Abel đó, Cain đó, đó là Abel đó. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta suy nghĩ về ông đó thì chúng ta thấy là không có lỗi gì không anh chị em? Abel có lỗi gì? Abel có lỗi gì không ạ? Dạ, cho nên lời của Chúa ở trong Thiên Thiên đoạn 4, tôi xin đọc nha. Lời Chúa trong Thiên Thiên đoạn 4, câu số 4. Các ngươi khá e sợ, chớ phạm tội trên giường mình, hãy suy gẫm trong lòng và làm thinh. Hãy dâng sự công bình, lòng của lễ và để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. Amen. Tại đây Kinh Thánh Chúa nói rằng cái người mà có một cái sự giận dữ, có một cái sự phiền lòng đó, thì trên giường mình hãy suy gẫm. Kiểu như là phải có một cái thời gian để suy nghĩ thì sẽ khiến cho chúng ta nhận diện ra lẽ thật anh chị em. Chúng thấy là ông Cain đó, ông hành động, ông thiếu suy nghĩ, đúng không ạ? Ông hành động thiếu suy nghĩ, ví dụ như ông dừng lại suy nghĩ giống như là trong Thiên Thiên đoạn 4 câu số 4. Suy gẫm lại là em mình nói lỗi gì với mình. Nếu mà suy nghĩ được cái đó thì ông Cain sẽ được giải cứu. Nhưng mà đằng này ông không suy nghĩ, ma quỷ nó che khuất và không nhìn thấy vấn đề. Thành ra là ông hành động dưới sự điều hành của xác thịt và dưới sự điều hành của Satan. Và cuối cùng đó là ông ra tay để giết em của ông. Cho nên điều này nhắc nhở mọi người trong chúng ta rằng mọi người trong chúng ta cũng là xác thịt, đúng không ạ? Lý do đó chúng ta hết sức là cẩn thận giữ tấm lòng của chúng ta, nhất là trong những ngày cuối rốt này. Satan nó sẽ cám dỗ rất là nhiều chiêu trò. Nếu chúng ta không tỉnh thức thì chúng ta cũng thấy rằng cái hậu quả nó vô cùng là tệ hại đối với đời sống của ông Cain như thế nào. Thì Đức Chúa Trời của Cain đã công bình, Đức Chúa Trời chúng ta đang thờ phượng là Đức Chúa Trời của sự công bình như thế ấy. Nên chúng ta thấy rằng đây là một cái điều hết sức là quan trọng. Và Chúa thì muốn chúng ta luôn tươi mới, Chúa luôn muốn chúng ta luôn tươi cười, đúng không ạ? Chúa muốn chúng ta nhìn anh em mình với một cái cặp mắt cảm thông, với cả một cái tấm lòng yêu thương. Cho nên là kẻ thù của Chúa cũng là kẻ thù của chúng ta, là ma quỷ. Nó thật sự không muốn cho chúng ta vui mừng. Nó không muốn cho chúng ta vui mừng. Cho nên ngày nào mà chúng ta buồn ngày nào chúng ta ghét anh em mình đó là Satan mới cười. Nó phải, tại vì theo ý của nó. Còn mà ngày nào mà chúng ta yêu thương nhau thì Satan nó rất là tức giận. Chúng ta muốn kẻ thù mình tức giận hay là kẻ thù mình cười anh chị em? Nó là kẻ sẽ bị tức giận và nó sẽ bị nhục nhã ê chề. Amen. Amen. Lý do đó xin Chúa giúp đỡ tôi và anh chị em hãy suy nghĩ. Suy nghĩ khi mà chúng ta lên trên giường ngủ, trước khi chúng ta ngủ ra Kinh Thánh Chúa nói là từng có giận anh em mình cho đến khi mặt trời lặn. Tại vì tới sao ạ? Tại vì trong giấc ngủ của chúng ta đó, chúng ta thì ngủ mà kẻ thù không có ngủ. Chúng ta thì ngủ nhưng mà Satan nó không có ngủ. Nó sẽ áp chế, nó sẽ
hiện hữu, nó sẽ tiêu diệt nếu như mà chúng ta thiếu cái sự suy nghĩ về Chúa và anh em của chúng ta. Anh chị em biết có một cái câu chuyện đó là anh kiến làm chứng. Trước khi anh ngủ đó thì anh giận vợ của anh, hai vợ chồng cắn đắng với nhau. Và khi mà anh ngủ thì anh rất là bất an. Ở đây thì những người đàn ông mà có vợ rồi thì biết ha, trước khi ngủ mà giận vợ đó thì như thế nào thì hiểu rồi. Thì anh này á là anh ngủ nhưng mà cái lòng rất là giận vì có anh không có làm theo lời Chúa, đó là anh không có tha thứ trước khi mặt trời lặn. Thì anh nói là anh nằm trong cái lúc mơ màng đó thì anh thấy nguyên một con quỷ đen thù lùi luôn, nguyên một con quỷ đen thù lùi luôn, nó xuất hiện ở trong phòng ngủ của anh. Thì anh nói là nhân danh Chúa Giêsu đuổi đi, nhân danh Chúa Giêsu đuổi đi. Nhưng mà nó nói là nó thì nó sợ danh Chúa Giêsu, nhưng mà đuổi ông này đuổi nó không ra. Tại vì sao? Tại vì ông này mời nó bò lòng, ông này mời đi vô phòng. Thì ông ấy nói là ông đâu có mời nó, ai mà mời Satan, đúng không ạ? Ông nói là không bao giờ mời nó. Nhưng mà nó nói làm sao? Giận vợ, ghét vợ, đó là mời Satan làm chủ hôn nhân đó rồi, mời Satan vào phòng đó rồi. Và lúc đó anh ngồi là anh ăn năn, anh ngồi dậy anh ăn năn, anh xin lỗi Chúa, anh xin lỗi vợ, và anh đuổi thì Satan nó đã đi. Amen. Cho nên là chúng ta công bố là Satan nó không có quyền gì trên hôn nhân của chúng ta. Amen. Satan nó không có quyền gì trong mối quan hệ gia đình anh chị em ruột thịt của chúng ta. Amen. Và Satan nó cũng không có quyền gì trên hội thánh của Chúa tại nơi đây. Amen. Satan nó không có quyền gì trên cơ nghiệp của Chúa trong danh Chúa Giêsu. Amen. Amen. Chúa giúp đỡ tôi và anh chị em. Cho nên là gương mặt của chúng ta quan trọng lắm nha. Amen. Gương mặt chúng ta quan trọng lắm. Tại vì cái lòng của chúng ta như thế nào thì nó thể hiện bằng cái gương mặt của chúng ta. Chúng ta nhìn một người đó, mình thấy là thiên đàng của Chúa, đúng không ạ? Mình thấy cái gương mặt của họ là mình thấy sự hiện diện của Chúa. Nhưng mà có những người á, mình nhìn họ đó không thấy thiên đàng gì hết trơn á. Có nhiều người nhắn tin cho tôi, cô ơi sao mà cái mặt của cái cô đó sao kỳ quá. Tôi hỏi sao kỳ, bé đó nó nói là gương mặt con không thấy thiên đàng, gương mặt con thấy địa ngục. Nó nguy hiểm lắm nha anh chị em, nó nguy hiểm lắm đó. Và chúng ta hiện tại ra đây là Chúa hỏi ông anh, tại sao nét mặt của con gầm xuống? Nhìn anh em mình mà không được tự do, đến hội thánh mà thấy anh em mình là không vui. Cho nên chúng ta cũng cần phải kiểm tra lại cái tấm lòng của chúng ta nữa. Nếu như buổi sáng hôm nay mà chúng ta đến đây mà chúng ta nhìn anh em mình mà lòng chúng ta chưa thông đó, thì chúng ta nên ăn năn với Chúa đi. Thì tội lỗi đó đứng đợi trước cửa. Và tôi xin thưa với ông bà chị em rằng là Tên và Abel là anh em ruột đó, nhưng mà hai tính khác nhau, hai tấm lòng khác nhau. Huống chi tôi và anh chị em đâu phải là anh em ruột đâu mà, đúng không ạ? Chúng ta mỗi người mỗi cảnh mà. Người thì được sinh ra và lớn lên tại miền Bắc, người được sinh ra và lớn lên tại miền Trung, người sinh ra lớn lên tại miền Tây, người sinh ra lớn lên tại Sài Gòn. Tất cả chúng ta đều có một cái tâm trí khác nhau. Chúng ta được sinh ra và lớn lên trong gia đình khác nhau. Chúng ta còn khác nhau hơn nữa, đó là hai giới tính khác nhau nữa. Và khác hơn nữa, đó là độ tuổi khác nhau nữa, trình độ khác nhau nữa, đúng không ạ? Khác hoàn toàn. Nhưng mà chúng ta được hiệp một vì có chúng ta chung một cha thiên đàng. Lý do đó chúng ta cũng không nên rằng tại sao tính của chị đó không giống tính của tôi. Tôi nghĩ rằng nếu cả thế giới đều như tính của chúng ta thì tôi nghĩ nó cũng không có gì đẹp hết á. Có người thì thích ăn cá, mà tôi nghĩ là người nào cũng thích ăn cá hết á, thì thế giới không có đủ cá cho chúng ta ăn. Người thích ăn thịt, sao chị đó không thích ăn thịt như tôi, thì tôi nghĩ rằng đó là cả thế giới này sẽ không còn thịt để ăn, đúng không ạ? Người thì rất thích ăn ớt, nếu mà không có ớt thì tôi không ăn cơm. Còn người thì nói là có ớt là tôi không ăn được. Như vậy thì tất cả người đều ăn ớt, thì ớt đâu sao đủ trái cho chúng ta ăn, đúng không ạ? Còn người nào cũng không ăn ớt hết trơn á thì sao? Ớt có ế, cả thế giới này toàn ớt không à, tại đâu ai ăn đâu, đúng không ạ? Thành ra là tôi suy nghĩ rằng á, xin Chúa giúp đỡ cho tôi và anh chị em. Ngày nào chúng ta còn sống trên đất này thì chúng ta hãy đại diện sự vui mừng của Chúa. Amen. Và Chúa đã chuộc cái sự buồn bực của chúng ta tại thập tự giá nha anh chị em. Ê-sai 53 câu số 4 Kinh Thánh Chúa nói là ngày gánh sự buồn bực của chúng ta. Amen. Tại vì Chúa biết rằng nếu chúng ta theo Chúa mà buồn bực quá, theo không có nổi, theo không có nổi trọn đời đâu. Cho nên là Chúa đã gánh. Chúa thấy là chúng ta không có gánh được bệnh tật, cho nên là Chúa đã gánh bệnh tật thay cho chúng ta. Amen. Chúa biết rằng chúng ta không gánh được cái địa ngục, không có gánh được cái sự chết đời đời, cho nên Chúa Giêsu đã gánh thay cho chúng ta. Amen. Chúa Giêsu biết rằng chúng ta không thể nào gánh được sự bất an, cho nên là Kinh Thánh Chúa nói là Ngài đã gánh sự bất an cho chúng ta. Amen. Và đặc biệt là buổi sáng hôm nay chúng ta biết rằng Chúa gánh sự buồn bực cho chúng ta nữa. Amen.
Một con người mà đầy dẫy sự buồn bực thì trước sau gì cũng phạm tội. Một con người mà đầy dẫy sự buồn bực trước sau gì cũng bận. Một con người mà đầy dẫy sự buồn bực trước sau gì cũng bỏ cuộc, bỏ Chúa, bỏ Hội Thánh. Lúc nào buồn quá chớ thì không thể nào mà tồn tại được trong sự hiện diện của Chúa mà trước Hội Thánh của Chúa. Thành ra là Chúa, Ngài nói là Ngài gắn cái sự buồn bực cho chúng ta. Amen. Còn anh chị em ơi, còn sống thì chúng ta còn đối diện với nan đề. Hôm qua thì anh Phong anh đã chia sẻ cho cái nhóm DC. Anh nói rằng trước khi anh em có tin Chúa là anh em có nan đề không? Thì mọi người đều có. Rồi bây giờ anh em tin Chúa anh em còn nan đề không? Mọi người nói còn. Nhưng mà cái khác ở đây, đó là trước khi tin Chúa đó, nan đề mình tự mình gánh, mình tự mình xử lý, mình tự mình ôm. Nhưng ngày hôm nay chúng ta có Chúa, chúng ta có nan đề, nhưng mà Kinh Thánh Chúa nói là hãy trao mọi điều gánh cho Chúa. Đó, cái khác là nằm ở chỗ đó. Còn con sống thì còn đối diện với nan đề. Nhưng mà nan đề chúng ta quyết định dâng cho Chúa thì gương mặt chúng ta đầy dậy sự vinh hiển của Chúa. Và chúng ta biết rằng chúng ta mặt mà chúng cái gương mặt chúng ta đầy dậy sự vinh hiển của Chúa đó, ai cũng mong gặp chúng ta. Ai cũng muốn làm việc của chúng ta hết. Có những người nói rồi tôi không có việc làm, không ai cho tôi làm hết, mỗi lần mà trong Hội Thánh có việc gì là kêu chị kia, kêu anh kia, chứ không bao giờ kêu tôi. Tại vì cái mặt của mình buồn quá, sao mà người ta kêu được, đúng không ạ? Mặt lúc nào căng thẳng, tôi không dám, tôi không dám nhờ, tôi không dám sai. Thì biết đâu chừng người ta đang bực với mình, nó đâu dám nói tới. Thế nên là xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, nếu chúng ta, cái gương mặt chúng ta đầy dậy sự diện của Chúa đó, người ta năng nỉ mình. Người ta năng nỉ mình, ghé nhà tôi đi, thăm nhà tôi đi. Nếu chúng ta đầy dậy sự vinh hiển của Chúa đó, thì chúng ta đừng có suy nghĩ là mình là người thất nghiệp. Sự hiện diện của Chúa sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều việc làm. Amen. Nhiều việc làm lắm, làm không đủ thời gian đó anh chị em. Amen. Còn nếu mà chúng ta trong nhà Chúa mà chúng ta không làm gì hết thì xin Chúa cho chúng ta suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại cá tính của chúng ta. Amen. Amen. Gương mặt của chúng ta, thái độ của chúng ta, tấm lòng của chúng ta. Amen. Khi chúng ta suy nghĩ lại thì tôi tin chắc rằng chúng ta không có đủ thời gian để làm việc. Amen. Không đủ thời gian để làm việc. Quan trọng đó là tấm lòng của chúng ta phải yêu thương anh em của chúng ta. Amen. Ví dụ như chúng ta thấy một người nào đó kém hơn mình, anh em chúng ta thấy là kém hơn mình, thì chúng ta hãy thương họ vì cớ gia cảnh của họ khó khăn hơn mình, hoàn cảnh của họ đối diện cực nhọc hơn mình. Chúng ta sẽ thông cảm và cầu thay cho anh em chúng ta. Amen. Còn chúng ta nhìn một người nào đó hơn mình thì chúng ta hãy nói Chúa ơi xin hãy giúp cho con học cái tấm lòng của chị em con. Amen. Chúa đâu có ban phước lành đâu anh chị em. Chúa Samuel đến thì có mỹ sai để mà sức dầu cho một đứa con trong gia đình của ông Isai, đúng không ạ? Ông Samuel, ông nhìn ông thứ hai, anh hai của ông David đó, ông rất là thích. Ông nói thằng này nè, nó vừa đẹp trai nè, đúng không ạ? Cao ráo đẹp trai nè, thằng này sẽ là vua Israel. Ông Samuel, ông nghĩ như vậy, nhưng mà rất tiếc là dầu của chú không có chảy. Rồi hết người này, hết người anh này, hết người anh kia, hết người anh nọ, bảy người anh, nhưng mà dầu vẫn không chảy. Cho đến khi David xuất hiện, thì dầu của chú bắt đầu chảy. Amen. Thì Chúa ban phước, Ngài không có ban phước lầm. Amen. Ngài chọn tôi và anh chị em, Ngài không có chọn lầm đâu. Amen. Ngài chọn anh em mình, Ngài cũng không chọn lầm. Amen. Ngài chọn cái của lễ của ông Abel, của lễ đó cũng không có lầm. Amen. Cái lầm hay không là do tấm lòng của ông Ca-in. Cái suy nghĩ của ông Ca-in là suy nghĩ bậy, suy nghĩ lầm. Chứ còn Chúa thì không bao giờ lầm. Amen. Cho nên là nếu mà có hoàn cảnh như thế này thì ông hãy học cách. Em ơi, em dâng như thế nào mà Chúa nhậm vậy? Em ơi, em dâng như thế nào mà Chúa vui lòng vậy? Hãy chỉ cho anh cái cách, đúng không ạ? Và Chúa ơi, lần này con trục trặc ở nơi con, chứ không phải trục trặc ở nơi Chúa. Con có sự trục trặc gì, con có sự lỗi lầm gì, Ngài tha cho con. Xin Chúa tha cho con để làm sao con dâng của lễ Chúa nhậm. Amen. Của lễ mà Chúa nhậm đó được phước lắm nha anh chị em. Amen. Ở thế giới này nhiều người giàu lắm, nhiều người giàu lắm, nhưng mà tiền người nào mà được Chúa nhận á, tiền người nào được dâng trong nhà Chúa đó, tiền mới đó mới là tiền quan trọng đó. Ở thế giới này nhiều đất lắm, quá nhiều đất luôn, đúng không ạ? Nhưng mà đất nào được dâng trong nhà Chúa và được Chúa dùng á, đất đó mới là quan trọng đó. Amen. Ở trên thế giới này hàng tỷ căn nhà, mà nhà nào mời Chúa Giêsu làm chủ, nhà nào dâng lên cho Chúa, nhà đó có sự vui mừng đó. Nhà đó mới là nhà phước hạnh đó. Cho nên là được Chúa nhậm của lễ đó là điều phước hạnh. Cho nên đừng có tính toán với Chúa. Tại sao con đến Hội Thánh lúc nào con cũng dâng? Anh chị em ơi, chúng thấy là ra đây họ thi nhau họ dâng, đúng không ạ? Mà người nào mà được Chúa nhận á là sao? Vui mừng. Chứ tại ra đây thấy là cái
này, nếu mà ông Ca-in á, ông suy nghĩ kỹ thì tôi nghĩ rằng ông không đến mức độ phạm tội. Ông dừng nơi cái sự giận dữ đó, ăn năn với Chúa đó, thì không đến mức độ mà giết người. Rồi cái hậu quả vô cùng là thương tâm. Chúng em phước cho hội thánh Salem đầy dạy sự vui mừng bình an, yêu thương nhau, và xin Chúa giúp cho chúng ta hãy suy nghĩ kỹ trước khi chúng ta giận. Có nên giận hay không? Nếu chúng ta suy nghĩ kỹ lại là tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ đắc thắng được cái cơn giận dữ. Cảm ơn cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Câu chuyện của Ca-in và Abel đã giúp đỡ cho chúng ta biết được rằng là cứu lễ nào cứu nhầm. Và tôi muốn khích lệ quý vị xem câu chuyện thứ hai ở trong sách Các Vua Thứ Nhất đoạn thứ 18. Quý vị xem sách Các Vua Thứ Nhất đoạn thứ 18 để mỗi người cho chúng ta học được một cái tinh thần để dân cụ tế lễ ngay trong giờ này. Và Đức Chúa Trời ngày muốn mỗi người trong chúng ta, tôi muốn đi nước ở tại đây là chúng ta sẽ thấy bắt đầu từ câu số 14 trở đi á, là Kinh Thánh đã cho chúng ta biết rằng bây giờ thì dân Israel họ đã đi dẹo hai bên. Chúng ta cũng biết câu chuyện này rồi đúng không? Họ đi dẹo hai bên vì họ không biết Jehovah là Đức Chúa Trời hay là Ba Anh là Đức Chúa Trời. Họ đi dẹo hai bên và nó có những điều xảy ra lủng tủng trong dân sự của Chúa. Cuối cùng thì Eli mới kêu gọi 850 tiên tri của Ba Anh và Atatem hãy lên trên núi, và bây giờ chúng ta hãy dâng cụ tế lễ cho Chúa. Cái chủ đề buổi sáng mà tôi muốn chia sẻ cho quý vị là sao? Cứu lễ Đức Chúa Trời nhận. Và bây giờ nó thì mẫu bên mà giết một con bò và không có châm lửa, mà cứu lễ nào mà cầu nguyện mà lửa từ trên trời giáng xuống thì thần đó mới là Đức Chúa Trời thật. Thì cuối cùng những vị tiên tri kia họ đã giết con bò và họ đã nhảy múa, họ làm đủ cách hết mà Đức Chúa Trời vẫn không nhận. Và bây giờ thì họ lấy đá, họ rạch mình của họ chảy máu ra và họ làm đủ mọi cách nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn không nhận của lễ đó. Vì tại sao Đức Chúa Trời không nhận? Vì sao quý vị? Họ đông, họ mạnh, họ nhiều, nhưng mà động cơ của họ là muốn hại tiên tri người được sức dầu của Chúa. Cho nên nhân dân Chúa Giê-xu ngay trong giờ này, tôi công bố với anh chị em rằng anh chị em và tôi có thể ít, mà nếu mà Chúa giúp đỡ, chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa mà chiến thắng những số lượng đông của thế giới này. Amen. Mặc dù thế giới này đông nhiều, nhưng mà trong sự gian ác hơn thua giành giật, thì tôi nói anh chị em rằng những điều rủa xả vô cớ của những người khác đó, nó cũng không ảnh hưởng đến tôi và anh chị em. Chúng ta nói người bên cạnh, những lời rủa xả vô cớ không tấn công bạn và tôi được. Amen. Những lời rủa xả vô cớ không tấn công tôi và bạn được. Amen. Chúa là Đức Chúa Trời ban phước cho mọi người trong chúng ta. Amen. Nhưng mà rồi thì cuối cùng Kinh Thánh ghi họ đã dâng cụ tế lễ từ sáng đến chiều mà không được gì hết, và dân sự của Chúa đã bối rối và lo lắng vô cùng. Cho nên chúng ta sẽ để ý câu số 29 nè. Khi quá trưa rồi, họ cứ nói tiên tri như vậy cho đến giờ dâng cụ lễ chay ban chiều, nhưng vẫn không có tiếng gì, chẳng ai đáp lời, cũng không có ý đến. Bây giờ Eli nói với cả dân sự rằng, chúng ta đọc chung 2, 3, hãy đến gần ta. Dân sự bèn đến gần người, đoạt Eli sửa lại cái bàn thờ của Đức Sơ-va đầy phá hủy. Chúng ta cũng nói hãy sửa lại cái bàn thờ của Đức Sơ-va đã bị phá hủy. Chắc chắn thủ lễ chúng ta sẽ được nhận. Amen. Hãy sửa lại cái bàn thờ của Đức Sơ-va. Nhiều người đã không biết và cố gắng làm bằng sức của mình và làm hoài mà Chúa không có nhận. Cho đến khi chúng ta sửa lại cái tấm lòng của mình, sửa lại cái thái độ của mình, Kinh Thánh cho nó làm khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống từ đó, nơi đó mà cái tấm lòng của chúng ta vô cùng quan trọng. Bao nhiêu người trong chúng ta ý thức được rằng thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự. Khi mà chúng ta giữ cái tấm lòng của mình mà sửa soạn lại cái của lễ một cách đàng hoàng, sửa soạn cái tấm lòng một cách đàng hoàng, thì tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ nhận của lễ đó. Amen. Và bây giờ điều này muốn nhắn nhủ với tất cả mọi người cho chúng ta là gì? Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời ấy là tâm thần đau thương, lòng đau thương thấm ấu, Chúa không khinh dễ đâu. Kinh Thánh chép như vậy mà.
cái thánh thiết như vậy. Và cảm ơn Chúa, tôi muốn khích lệ mọi người trong chúng ta biết rằng cái câu đó tôi đang đọc ở trong Thi Thiên 51 câu 16 và 17. Vì Chúa không ưa thích của lễ, bằng vậy ta chắc đại dân của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thắng ối Chúa không kinh dễ đâu. Eli và dân sự của Chúa đã đến gần Đức Chúa Trời. Mấy người kia họ có dân của tế lễ, họ vẫn dân của tế lễ, nhưng mà họ đã xa Đức Chúa Trời. Nhưng mà đối với Eli là muốn dân của tế lễ phải đến gần Đức Chúa Trời. Hãy nhắn người bên cạnh là muốn cầu nguyện phải đến gần Đức Chúa Trời. Muốn cầu nguyện phải đến gần Đức Chúa Trời. Sẵn đây thì tôi cũng đang nói với một số ông đang ngồi dưới nhà xe nhiều quá. Tôi biết ở dưới nhà xe bây giờ đang nhiều quá. Đi đến nhà thờ mà không hề đi lên đi thờ vượt Chúa. Có một người mẹ của họ nói là mục sư ơi, cầu nguyện sao con tôi nó đi thờ vượt Chúa, nó lên trên này thờ vượt Chúa, nó đến gần Chúa nhưng ở dưới thì sao á, nó bấm game không ạ. Đó, tôi nói anh chị nào đó, nguy hiểm vô cùng. Hỡi các ông đang ngồi dưới kia nhiều quá, chỉ một hoặc hai người nữa ở dưới được rồi. Hãy đến gần Đức Chúa Trời. Đến gần Đức Chúa Trời thì của lễ chúng ta mới được nhận. Tôi nhìn khuôn mặt của những người đang có mặt ở đây, đang trung tín ngồi từ sáng giờ. Quý vị là người được Chúa yêu. Amen. Quý vị là những người được Chúa ban phước. Amen. Lời cầu nguyện của quý vị được Chúa nhận. Amen. Amen. Những người lớn tuổi như vậy nhưng mà họ ngồi từ sáng đến chưa được. Mà tại sao mấy ông ngồi không được? Tại sao mấy người ngồi không được? Cho nên tôi khích lệ mỗi người trong chúng ta, hãy đến gần Đức Chúa Trời. Amen. Nói người bên cạnh, hãy đến gần Đức Chúa Trời. Lời cầu nguyện chúng ta mới được nhận. Amen chị em. Lời cầu nguyện mới được nhận chứ. Cho nên có nhiều người nói ô mục sư giảng như vậy, tôi nhà tôi mở online tôi còn được rồi. Thật sự chúng tôi vẫn truyền hình trực tiếp, nhưng ở nhà như vậy anh chị em ơi, rồi mặc đồ ngủ rồi vừa ăn vừa coi vậy, cái thái độ khác chứ bạn rồi ngỏng ngơ rồi vừa bấm điện thoại vừa chơi game mà vừa nghe giảng vậy, thái độ như vậy Chúa không nhận lời. Có lẽ là tôi nói điều này bắt lòng một số người làm biến không chịu đến nhà thờ. Tôi nói thẳng điều đó. Nhưng mà tôi nói điều này không có ghét quý vị, nhưng tôi nói điều này tôi yêu thương quý vị. Cơn phước âm đã đến với Việt Nam rồi. Amen. Chúa đang thăm viếng khắp mọi nơi, và tại sao mình vẫn ở không? Tại sao mình không có tiếng nói? Nhiều vậy bà cụ, chúng tôi làm việc của bà cụ kia 102 tuổi rồi mà bà chuẩn bị tiếp tục đi truyền giáo ở Việt Nam. Và trong công lập á, chuẩn bị bà sẽ trở về Việt Nam và tiếp tục giảng. Họ 102 tuổi mà còn đi giảng tin lành, họ còn quyên góp bà làm cái gara cái nhà bà lấy tiền để bà dâng hiến giúp đỡ công việc Chúa ở Cà Mau. Mà tại sao tôi và anh chị em có sức khỏe có thì giờ mà mình không hầu vì Chúa? Lắc hai người bên cạnh, hãy đến gần Đức Chúa Trời hơn nữa. Sửa lại cái bàn thờ đi, sửa lại bàn thờ đi, sửa lại thái độ đi, sửa lại tấm lòng đi, sửa lại động cơ đi. Chắc chắn của lễ chúng ta sẽ được nhận. Chúng ta vỗ tay người kia này. Amen. Chúng ta sẽ được nhận khi mà chúng ta sửa lại cái bàn thờ. Amen. Chúng ta đọc chung với tôi câu 30 này, 2, 3. Bây giờ Eli nói với cả dân sự rằng, hãy đến gần ta. Dân sự đến gần người, còn Eli sửa lại cái bàn thờ Đức Sơ Ba đã bị phá hủy. Sửa lại cái bàn thờ là cái chìa khóa để Chúa nhận lời. Amen. Thái độ của chúng ta, tấm lòng của chúng ta được sửa lại. Tôi tin các bạn lời cầu nguyện chúng ta Chúa nhận. Amen. Tôi tin vào điều đó. Amen. Amen. Quý vị có tin vào điều đó không? Amen. Quý vị có tin rằng Chúa thấy được tấm lòng của chúng ta không? Amen. Chúa thấy được thái độ của chúng ta không? Amen. Và cảm ơn Chúa. Ồ, tôi nói điều này trở lại chút xíu. Vừa rồi Chúa cho một cái đại hội ở dưới Cà Mau, và có bạn Thiện để tham dự. Quý vị biết trước khi đến á, dân sự của Chúa họ đã cầu nguyện quá trình cầu nguyện luôn. Amen. Họ cầu nguyện hết lòng. Rồi có phòng vốn như vậy họ thấy không đủ rồi, họ tự chi tiền của họ thánh hơn 600 triệu để họ nới hai bên ra, đúng không Hiệp? Họ nới rộng ra. Rồi dân sự của Chúa từ mục sư cho đến dân sự hiệp một không nói lời tiêu cực. Nhiều người ngày hôm nay mở miệng ra là tiêu cực, làm gì cho mệt, làm rồi người này giúp phạm, rồi mình đi chi cho nó bị chia rẽ. Cái tư tưởng như vậy nó không bao giờ phát triển được. Không bao giờ phát triển được khi toàn là những điều nó ra là tiêu cực, nó ra là thất bại, nó ra là vậy. Cứ to như con ốc như vậy. Tôi nói chị em nào, giết chết dân sự của Chúa bất thể là. Nhưng mà Chúa còn mở ra, sẵn sàng đón nhận luồng gió của Đức Thánh Linh. Thế còn tôi nói chị em nào, Đức Chúa Trời sẽ đổ phước xuống cho những hội thánh như vậy. Hội thánh như vậy Đức Chúa Trời sẽ dùng. Amen. Và quý vị biết trong một buổi nhóm, khi mà dân sự của Chúa mở lòng ra rồi á, nhu cầu cần xây nhà thờ, một bài giảng của một sư Chu Hoài Phong chưa đầy 30 phút, họ đã dâng số tiền là gần 2 tỷ đồng.
để xây nhà thờ. Gì nữa, số tiền đô la và số tiền Úc là lên tới mấy chục ngàn nữa. Đất đã dâng hơn 3.000 mét vuông đất. À, 300 chứ anh? 300 hay 3.000? 3.000 hay gì? 3.000 mét vuông đất trong một buổi nhóm. Tại vì sao? Khi mà lửa đã giáng xuống thì Đức Chúa Trời nhận những của lễ đó. Amen. Khi mà Đức Chúa Trời vận hành thì không có gì quá khó để với Đức Chúa Trời của chúng ta. Cho nên nan đề chúng ta sẽ được giải quyết khi chúng ta sửa lại cái bàn thờ. Amen. Nhu cầu chúng ta sẽ được đáp ứng khi chúng ta đến gần Đức Chúa Trời. Khi mà chúng ta hết lòng với Chúa, Chúa không bao giờ tiếc cái gì với tôi và anh chị em cả. Chúa sẽ không bao giờ tiếc. Và cơn mưa đến và Chúa cho nên bùa ra đi truyền giáo. Hội thánh mạnh mẽ là hội thánh truyền giáo. Hội thánh mạnh mẽ là hội thánh đêm phúc âm của Chúa cho những người hư vong. Hội thánh mạnh mẽ là thánh cứu những người đang bị xa lầy, đưa về với nhà của Đức Chúa Trời, đưa về chính mình Chúa. Và cảm ơn Chúa, Eli đã sửa lại và ông bảo lên nước hãy rứa xuống và ông đã cầu nguyện và ngay lập tức lửa từ trên trời đã giáng xuống quý vị ơi. Lửa từ trên trời đã giáng xuống. Wow, lửa từ trên trời đã giáng xuống. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã làm điều đó. Chúng ta cùng xem lời của Đức Chúa Trời được chép ở trong sách các vua thứ nhất đoạn 18 từ câu 36 trở đi. Bây giờ dân của lễ thay ban chiều Eli đến gần và cầu nguyện rằng: Lạy Jehovah Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Israel, ngày nay xin hãy tỏ cho người ta biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời trong Israel, rằng tôi là kẻ tôi tớ Ngài và tôi vâng lời Ngài mà làm mọi sự này. Chúng ta cũng nói là vâng lời Ngài mà làm mọi sự này. Nó lớn là tôi vâng lời Ngài mà tôi làm mọi sự này. Cái người mà vâng lời Chúa mà làm mọi sự là điều quan trọng. Con làm là con làm vì Chúa, con làm là con làm theo lời sự chỉ dẫn của Ngài, con làm là con làm theo lời của Ngài dạy cho con. Amen. Chúa biển yêu thương tha thứ truyền giảng, chúng ta làm như vậy. Con vâng lời Ngài mà con làm những điều này. Câu 37: Đức Jehovah ơi, xin nhậm lời tôi, xin đáp lời tôi, hầu cho dân sự này nhìn biết rằng Jehovah là Đức Chúa Trời và Ngài khiến cho họ, lòng của họ trở lại. Mục đích là Eli muốn cầu nguyện cho lòng của dân sự của Chúa trở lại Đức Chúa Trời. Bao nhiêu người trong chúng ta muốn cầu nguyện rằng lời cầu nguyện chúng ta làm thế nào, của lễ chúng ta dâng thế nào đó mà làm cho những người thân trong gia đình chúng ta, lòng của họ trở lại với Đức Chúa Trời. Bao nhiêu người muốn người thân của mình trở lại? Bao nhiêu người muốn lòng của người con của mình, dâu của mình, rể của mình, cháu nội hay là chồng của mình, vợ của mình đến với Đức Chúa Trời, lòng của họ trở lại với Đức Chúa Trời. Eli hướng về Chúa. Eli cầu nguyện không phải cho cá nhân lợi lộc của ông, nhưng ông muốn cầu nguyện cho dân sự của Đức Chúa Trời. Ông nghĩ về vương quốc Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời nghĩ về đời sống của ông. Một con người nào dám nghĩ về vương quốc của Chúa, dám nghĩ về công việc của Chúa, Đức Chúa Trời sẽ khiến rằng tất cả những sự phước hạnh nó sẽ đổ lại trên con người đó, anh chị em. Cảm ơn Chúa. Câu 38, chúng ta cùng đọc câu 38 chung với tôi. 2, 3. Lửa của Đức Sô-ma bèn nhát xuống, thiêu đốt của lễ thiêu, củi đá bụi và rút nước đồng. Một lần nữa đọc câu 38, 2, 3. Lửa của Đức Sô-ma bèn nhát xuống, thiêu đốt của lễ thiêu, củi đá bụi và rút nước trong sự. Trong cái mương. Lửa của Đức Chúa Trời sẽ giáng xuống. Amen. Tôi cầu nguyện lửa của Đức Chúa Trời sẽ giáng xuống trên đền thánh Sa-lôn. Tôi cầu nguyện lửa của Đức Chúa Trời giáng xuống đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời lửa của Ngài giáng xuống từng gia đình của anh chị em để thiêu đốt tất cả của lễ thiêu. Thiêu đốt tất cả đó. Cái gì mà củi khô khan thiếu thốn nó bị thiêu đốt đi. Những đá tấm lòng là bằng đá, Chúa thiêu đốt luôn đi. Những cái đầu là bụi đất dơ bẩn tội lỗi phải được thiêu luôn đi. Amen. Amen. Những cái bụi nè, đá nè, rồi cây đắng giận hờn, hơn thua nghèo thiếu nợ nần bệnh tật, Chúa thiêu hết đi trong dòng Chúa Giêsu. Chúa thiêu hết tất cả những điều đó. Và quan trọng là Chúa rút nước ở trong mưa, tất cả cái nước lạnh nước lã Chúa rút hết. Và để làm gì? Của lễ đã được dâng lên cho Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc câu 39 chung này. 2, 3. Thấy vậy cả dân sự đều sấp mình xuống đất mà la lên rằng: Jehovah là Đức Chúa Trời, Jehovah là Đức Chúa Trời. Đọc một cách mạnh mẽ. 2, 3. Thấy vậy cả dân sự sấp mình xuống đất và la lên rằng: Jehovah
nguyện cho cả đất nước Việt Nam này, từ những người chính quyền cho đến những người có quan chức, những giám đốc công ty rồi, đều xác mình xuống biết rằng Giê-xu là đấng đến từ trời. Amen. Ngoài Giê-xu không có một con đường cứu rỗi nào cho nhân loại này cả. Amen. Ngài là đấng đến từ trời, đã chết trên thánh giá đền tội cho mỗi người trong chúng ta. Amen. Cả dân sự, cả những người thân trong gia đình chúng ta đều xác mình xuống thờ lại Chúa. Của lễ đó là của lễ mà Chúa đẹp lòng, của lễ đó là của lễ Chúa nhận. Cho nên anh chị em ơi, Chúa muốn ban phước trên hội thánh Sa-lông. Còn một câu chuyện nữa nhưng tôi sẽ để buổi khác. Đó là của lễ như là ba vị chiêm tinh, ba vị bác sĩ, họ đã đi từ Đông Phương, họ đã chuẩn bị của lễ, họ đến họ dâng cho chiên con, họ đến họ dâng cho hài nhi Giê-xu, họ đến họ dâng cho Mary và Joseph để chăm sóc ngài. Và của lễ của ba vị bác sĩ đó, ba vị chiêm tinh đó đã được chủ nhận. Còn vua Herod giàu sang mạnh mẽ, rất là nhiều tài sản, nhưng mà Chúa không nhận của lễ của Herod. Vì sao? Vì tấm lòng của Herod không phải dâng để dâng vinh cho Chúa, mà dâng để tìm cách giết hại hài nhi Giê-xu. Ba câu chuyện buổi sáng này. Câu chuyện thứ nhất là của lễ của A-bên đã được Chúa nhận vì tấm lòng của ông đơn sơ. Và con người gian ác là con người của Ca-in. Nhân danh Chúa Giê-xu tôi công bố rằng trong hội thánh sơn này không có linh Ca-in ở đây. Không có linh gian giác trị cáo bệnh ở đây. Amen. Và câu chuyện thứ hai tôi chia sẻ cho quý vị đó là câu chuyện của Eli và những người tiên tri của ba anh và Atate. Những người ba anh và Atate kéo dân sự của Chúa cho đông, nhưng mà tìm cách hại mạng sống của đầy tớ được Chúa Trời. Tìm mọi cách để coi như là sỉ nhục hoặc là làm cái dân sự của Chúa loạn trộn đi dịu hai bên, gây sự chia rẽ, gây sự chi phối. Những điều đó 850 thiên tri đó đã bị tiêu diệt ở trong danh Chúa Giê-xu. Linh của sự kiện cáo, linh của sự ghen ghét, linh của sự hơn thua, linh của sự xấu xa, linh của làm cái dân sự của Chúa bị bối rối, bị đi dịu hai bên, phải bị tiêu diệt ở trong danh Chúa Giê-xu. Và Eli là một con người đã kính sợ Chúa, dẫu có một mình ông, nhưng mà ông luôn luôn nhờ cậy nơi Chúa. Và đặc biệt ông kêu dân sự của Chúa đến gần được Chúa Trời. Amen. Đặc biệt là ông sửa lại cái bàn thờ. Đặc biệt là ông muốn Chúa ơi, vì dân sự của Chúa sẽ ngày xây đổi lòng của từng dân sự của Chúa Trời. Amen. Và của lễ của Eli đã được Đức Chúa Trời nhận điều đó. Amen. Cho nên buổi sáng mai Chúa nói là khi các ngươi đi dân của tế lễ, mà nếu có sự gì mà bất bình cùng người ta, cái chỗ nào các ngươi chưa làm hòa, hãy để của lễ đó trở về làm hòa với đền người trước đã. Hãy đến để dân của lễ, ta mới nhận lời của lễ. Amen. Cho nên buổi sáng nay Đức Chúa Trời muốn nhận lời cầu nguyện của tôi và anh chị. Amen. Buổi sáng nay Đức Chúa Trời muốn nói với những người đang có mặt tại đây là Chúa đã cứu chuộc chúng ta bằng dòng huyết của Ngài. Amen. Chúa đã yêu thương tôi và anh chị em, và Chúa muốn lời cầu nguyện của tôi và anh chị em được nhận. Bao nhiêu người tin chắc là lời cầu nguyện mình được Chúa nhận? Hãy đứng lên và nói: Chúa ơi, ngay trong giờ này con cầu nguyện. Ngay trong giờ này chúng ta cần phải sửa gì cần phải sửa, đổi gì cần phải đổi, và chúng ta cần chỉnh sửa tấm lòng của mình. Ngay trong giờ này chỉnh sửa thái độ của mình ngay trong giờ này, và công bố Chúa sẽ nhận lời của lễ của chúng ta buổi sáng này. Chúa nhận tấm lòng của chúng ta ngay trong giờ này. Hallelujah. Ở trong danh Chúa Giêsu Christ, hãy đến gần được Chúa Trời. Hallelujah. Ở trong danh Chúa Giêsu Christ, con cảm ơn Chúa Giêsu. Ở trong danh Giêsu Christ, Chúa ơi, Sama. Hallelujah. Hãy đến gần được Chúa Trời. Hallelujah. Hallelujah, trong danh Giê-xu ngay trong giờ này. Và ngay trong giờ này hỡi anh chị em, hallelujah. Hallelujah, trong danh Giê-xu rồi Chúa ơi, hallelujah. Hallelujah, trong danh Giê-xu Chúa ơi, trong danh Giê-xu, hallelujah. Hallelujah, trong danh Giê-xu Chúa ơi, hallelujah. Hallelujah, trong danh Giê-xu Chúa ơi, hallelujah. Hallelujah, được khi Ngài Chúa ơi, con cảm ơn Ngài Chúa ơi. Ô Ngài đã hiện diện tại đây, Ngài muốn nhận lời của lễ của chúng con. Ngài muốn nhận tâm lòng của chúng con ngay trong giờ này Chúa ơi. Ô trong danh Giê-xu Christ, con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Con ơn cái Ngài Chúa Giê-xu ơi, hallelujah. Ô con cái Ngài Chúa ơi, hallelujah. Ô trong danh Giê-xu Chúa ơi, hallelujah. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.